Cựu lãnh đạo kia, nga, trung quốc đang lợi dụng biểu tình, phơi bày thói đạo đức giả về nhân quyền mỹ. Công dân da màu Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota ghi cổ đến chết hôm 25 tháng 5 sau khi bị tố giác dùng tiền giả. Cái chết của Floyd đã thổi bùng sự giận dữ của dư luận, đặc biệt là cộng đồng người da màu ở Mỹ. Làn sóng biểu tình ở Mỹ đã bước sang ngày thứ 12 và lan ra nhiều nơi trên thế giới. Trong ngày 6 tháng 6 tại Mỹ, hàng trăm nghìn người ở nhiều thành phố của Mỹ đã xuống đường tuần hành trong cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 12 ngày qua. Tại thủ đô Washington, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại các địa điểm như bên ngoài Nhà Trắng, Điện Capitol, Quốc hội Mỹ. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu như đừng bắn, không thở được, hay chúng tôi tuần hành vì hy vọng, không phải vì sự thù ghét. Trong khi đó, hàng trăm người đã quỳ gối khoảng 9 phút bên ngoài một trụ sở văn phòng của Thượng viện để tưởng niệm Floyd, người bị cảnh sát ghi cổ trong gần 9 phút dẫn đến tử vong. Tại New York, hàng nghìn người tập trung gần công viên trung tâm trong khi các nhóm khác tuần hành qua cầu Brooklyn vào khu vực trung tâm Manhattan. Trong khi dư luận, truyền thông lên án chính phủ Mỹ chưa có giải pháp hữu hiệu nào đối phó, với làn sóng biểu tình, bạo loạn, ngoài việc bắt giữ hàng ngàn người, tố cáo nhóm Antifa là khủng bố, tố cáo lẫn nhau giành phiếu bầu, mới đây nhất tổng trưởng lý william ba là người bộ tư pháp hoa kỳ trong cơ cấu của bộ bao gồm cục điều tra liên bang cơ quan chuyên chịu trách nhiệm về phản gián nói trong một cuộc họp báo rằng chúng tôi thấy các vai diễn nước ngoài đang chơi cho tất cả các bên để làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực tuy nhiên ông ba không cho biết chính xác ông đang buộc tội quốc gia nào đã can thiệp vào các cuộc biểu tình ở mỹ có vẻ chân thực hơn là phát ngôn của cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ, kia James Clapper, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, sự thù địch, mâu thuẫn giữa các chủng tộc ở Mỹ đang là mối quan tâm rất lớn đối với những đối thủ của nước này, lên án Moscow và Bắc Kinh đang lợi dụng tình trạng bất ổn trầm trọng do chia rẽ, mâu thuẫn sắp tộc trên khắp nước Mỹ để vạch trần cho thế giới thấy thói giả nhân giả nghĩa của nước này. Ông Clapper phân tích, nếu chúng ta không lo kiểm soát tình hình, và chú ý đến những gì đang diễn ra ở nước ngoài thì hiển nhiên, điều tôi đang đang nói ở đây là về cuộc chiến thông tin thì cả người Trung Quốc lẫn người Nga sẽ tận dụng triệt để tình hình bất ổn này để làm bẽ mặt nước Mỹ. Tất nhiên, họ sẽ tìm cách phơi bày cho thế giới thấy thói đạo đức giả của chúng ta, chính chúng tôi đây, những người có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền và công lý, nhưng hàng loạt vi phạm nhân quyền rõ ràng đang từng ngày xảy ra trên đường phố của Hoa Kỳ theo cựu lãnh đạo kia sự thù địch mâu thuẫn giữa các chủng tộc ở nước mỹ đang là mối quan tâm rất lớn đối với chính những đối thủ của hoa kỳ vì các bên sẽ muốn sử dụng thực trạng chia rẽ này để truyền bá tuyên truyền những luận điệu chống lại washington cựu giám đốc kia dẫn chứng thực tế đại diện chính quyền trung quốc và iran buông lời chế nhạo trên twitter về mâu thuẫn giữa chủng tộc ở mỹ cuộc khủng hoảng hiện tại là thời kỳ dễ bị tổn thương đối với hoa kỳ điều này càng làm trầm trọng thêm một số yếu tố gây bất ổn khác ngày càng bùng nổ mạnh mẽ trong những năm gần đây thực tiễn diễn diễn ra ở nước mỹ khiến làng dân chủ việt đang bị phân hóa sâu sắc thậm chí chia đôi chiến tuyến anti trăm và cuồng trăm những người việt trong ngoài nước ủng hộ nhân quyền cho da màu ở mỹ như trường hợp ca sĩ mai khôi đi biểu tình cho quyền người da màu ở mỹ đang chịu màn mặt sát công kích tẩy chay vạch mặt đấu tố từ chính đồng đội họ bằng lý luận rằng không lo đấu tranh dân chủ cho việt nam mà đi lo cho nhà người ta ý là ở nước mỹ những người dân trong nước được màn châm trích phong trào dân chủ, nhất là làng cờ vàng, ở Mỹ sao không đấu tranh nhân quyền cho người da đen kia đi, đó cũng chính là đấu tranh cho thân phận người da màu, như họ ngày ngày vốn bị kỳ thị ở Mỹ, thay vì chó mũi phán xét về Việt Nam. Còn một số Facebook dân chủ Việt khác thì chua sót châm chọc rằng, nhà nước Việt Nam và Mỹ đang tiến gần nhau để cùng chống diễn biến hòa bình, chống biểu tình lật đổ, xem ra tương lai chiêu bài đấu tranh dân chủ nhân quyền cho việt nam của làng dân chủ việt sẽ bị phá sản hoàn toàn sau làn sóng biểu tình bạo loạn phơi bày thực trạng thê thảm nhân quyền nước mỹ này nguyên nhân chỉ bởi họ sẽ rơi vào khủng hoảng hình mẫu cho họ nương theo đòi việt nam đi theo và làm cái cớ lật đổ cộng sản